Nhà là em nghe mấy đứa kể là em chết bên kia rồi, không có. Nó bảo là thê chết rồi, không về nữa. Chết rồi, mất tích rồi. Thế là mấy vợ ở nhà là nó khóc. Là mẹ là không ăn cơm luôn, mẹ khóc. Chị em mới về là thấy em ở nhà cứ ốm mà khóc luôn. Cái lúc em ăn đòn tót xe bọn em là may quá tay giữa đường mà nó vợ điên lại là có sống rồi. Còn sống rồi. Có sống rồi. Nên bảo là đây là tên từ thiên hay là tên đi làm. À, hỏi tiền gì? Là tiền gì vợ hỏi là tiền gì? Sợ nó không dám lái. Không dám lái. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Yêu Lăng thuộc huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Sau một hành trình dài hơn 12 tiếng thì Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt tại đây để thay mặt là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thăm lại hoàn cảnh của bốn anh em người dân tộc Gia Gai vì bị cò lừa đi biển mà phải đi về trắng tay. Hôm nay thì thay mặt cho cô chú anh chị để mà hỗ trợ cho mỗi gia đình một ít hiện kim đã sinh sống trong thời gian sắp tới và tìm hiểu về hoàn cảnh của các anh tại quê nhà là như thế nào hay cô bác? Mọi người đây là anh Phê, một trong bốn thanh niên người đồng bào mà tụi mình đã từng gặp ở ngay tại làng biển Kiên Giang. Cái hôm đó thì anh nhớ cảm xúc của anh như thế nào không khi mà anh gặp tụi em á? Tôi anh ủng hộ cho em về tay nhà gặp vợ con gia đình ổn định đời. Cảm ơn các anh ủng hộ cho. Anh Phê thì có bốn đứa con, thì hai đứa lớn hiện giờ là đang đi đâu rồi? Một đứa con đầu đi lính. Một đứa đầu là đi lính. Rồi một đứa nữa. Còn một đứa thứ hai đi mua dây điện. Đi mua dây điện. Anh đi biển được 4 tháng rồi. Thì 4 tháng đó thì chị có nhận được cái thông tin liên lạc gì từ anh không? Anh có gọi về không? Không luôn. Anh Phê, cái hôm mà anh đi vào trong đất liền á thì anh nói chuyện như thế nào mà chủ ghe họ nói là họ đã trừ hết tất cả các khoản tiền rồi? Nó bảo là cái cò nó ăn hết rồi. Cái lúc em vào biển là trong ở biển là nó bên bờ biển nó lấy hết tất cả là buôn ăn em của em đi rồi nó lấy lên hết rồi. Cái lúc em lên bờ là em hỏi là tên định muốn đưa ra về không thôi, không có tiền bác đi về. Là mừng quá, tôi thiên cho bọn anh đi về tới nhà đấy. Là cảm ơn các anh. Nhưng mà khi mà lên bờ mình, người ta chở mình vô tận cảng luôn hay là người ta thả mình ở giữa biển để mình bơi vào? Không, đi người ta chở lên bờ. Chở lên bờ thì lúc đó sao không phản ứng lại nữa? Tại sao không đưa tôi một đồng nào để tôi đón xe về? Em không hỏi, không đòi. Không. Tương là lên trên lên chỗ nhà là lên về luôn, lúc cuối cũng không có. Vì sao không đòi? Vì sao anh không đòi? Sợ hay sao? Sợ đánh. Rồi anh được người ta giới thiệu vào nhà trọ ở tạm. Dạ. Yeah. Thì ông đó là kêu em bọn em buôn đưa là đi vào nhà trọ, mà ông già đó. Xong rồi nó bảo là ở tạm ở đây là để anh điên cho Tư Thiên về đem về tới nhà giúp đỡ cho bọn anh đi về bảo như thế. Và khi mà ở đó thì anh có chờ đợi cái điều gì không? Chờ đợi cũng để ý cái tên bác lên xe đi về. Không có tên bác rồi nghĩ là chắc là mình làm lại hải tiết hay chóng không biết nữa. Là mừng do anh mới ăn ủng hộ cho bọn em đi về mừng lắm rồi tới nhà gia đình rồi. Cái cảm giác khi mà nếu như hôm đó không có tiền về thì anh sẽ có cái cách nào để mình về không? Không biết, suy nghĩ nữa. Cứ nằm chờ đó. Dạ, nằm chờ, không biết, suy nghĩ. Chia sẻ mọi người là khi mà anh từ cảng đi vào trong đất liền á, thì anh tuyệt nhiên là không ăn uống gì luôn. Và từ ở tại Kiên Giang, anh đi đón tụi mình mua vé xe, đi về lên Gia Lai này, phải mất một ngày một đêm, nhưng cũng không ăn uống gì luôn. Không ăn uống. Vì sao? Dù tụi em cho tiền rồi. Không ăn thì chờ không có tiền đi xe, không ăn. Sợ không có tiền đi xe hay sợ ai bỏ thuốc mê? Cho bọn em là đồng nào là không mua luôn. Không mua luôn. Cứ tới chỗ ăn đi mua cho vệ xe là bọn em mua được một người một ố bánh mì 20 ngàn một ố. Bánh mì? Đêm ấy. Bánh mì. Dạ.
3 giờ sáng vừa lên xuống xe là mua bánh mì một ô là 4 ô 80.000 4 người 80.000. Mất bao nhiêu tiền xe cỡ 2 chuyến? Hết bao nhiêu tiền? Cái lúc mua vé là 360, lên xe taxi là 250, 4 đứa. Thì lúc đi xe 5 dân 5 nữa là 1.500.000 tất cả. Vậy là về còn đủ không? Khi mà tụi em gửi cho 4 triệu 4 anh. Một đứa còn 200 để về mua cho bên con đi về. Mua bánh mì. Bánh mì gì? Bánh mì thịt đó. Bánh mì thịt cho con đi về. Em không biết là lúc mà anh về thì chị có bất ngờ không? Bất ngờ. Chị có khóc không? Không đi nữa, cái chợ là mất chết bên kia rồi, không chờ lên nhà tới nữa. Đấy rồi, là chết rồi. Để hỏi chị thử ấy. Hôm đó, hôm mà anh về thì chị đang làm gì? Đang đi làm thuê người ta, ở nhà khó khăn lắm, không có cái gì ăn, lúa không có, gạo ăn không có, tiền mua thuốc không có, đau ốm suốt ngày, không có cái gì ăn. Rồi anh về là lúc đó chị có nhà không? Không có, đang đi làm. Đang đi làm. Rồi khi mà chị về chị thấy anh, chị bất ngờ không? Có khóc không? Chớ ơi anh cũng khóc, tao phải chớ nó mệt bên kia hơn. Lúc anh về anh thấy vợ con cảm giác anh như thế nào? Cũng vui rồi. Xin lúc nghe em mới tới nhà là em nghe mới được kể là em chết bên kia rồi, không có, nó bảo là thê chết rồi, không về nữa, chết mất tích rồi. Thế là mấy vợ ở nhà nó khóc, là mẹ là không ăn cơm luôn, mẹ khóc. Cũng chị em mới về là thấy em ở nhà cứ ốm và khóc luôn. Thì em thuê trò của em vợ trai và thăm nhà em. Lần sau được đi xa nữa nha, ở nhà đi. Ủa, lúc đó là anh đi bao lâu là mọi người tung tin là anh thê là bị chết chưa biển? Chết bên rồi. Đi được bao nhiêu tháng? Liên lạc nó bảo là thê chắc chết rồi, không liên lạc. Người ta đập hay là chết gì thì không biết nữa. Không về nhà được rồi. Bên vợ là nó lo lắng là ăn cơm không ăn được. Giờ kể lại với anh là ăn cơm không ăn luôn. Không ăn cơm được. Cái lúc em ăn đòn cho xe bọn em là may quá, tay giữa đường mà nó vợ điên lại là còn sống rồi. Còn sống rồi. Còn sống rồi. Vợ mừng quá. Bây giờ em bảo là thôi nấu ăn cho ăn về rồi, nấu ăn làm mì nhá. Làm mì? Làm mì. Mì gói hả? Không, mì làm mì người ta. À, khoai mì á. Làm khoai mì á. Là em tới nhà là con nấu cho thật luôn. Em về em ăn ít, nó buồn rồi, ăn buồn từ là lúc từ em về là mấy bạn bè chung chơi, em đâu chơi đi làm được, còn ở nhà không rồi. Bạn tên nó bảo là đừng đi làm nữa, ở nhà đi, để đỡ buồn, là đi làm tiếp. Ở nhà thì chị cho các bé ăn cơm với gì? Dạ cơm. Lúc anh đi làm á? Lâm con nào bất kỳ rồi bận mua bông thời nam ghét nhiều hơn. Ồ, ăn là mì thôi, không có cái gì ăn đâu. Là mì thôi. Là mì chanh đấy. Là sắn á. Người đồng bào ở đây là có một đặc sản là lá sắn, canh lá sắn nữa. Yeah. Cái 4 tháng mà khi mà anh đi làm á, thì trong 4 tháng đó chị cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ. Rồi nếu như anh về anh không có tiền thì chị có buồn không? Buồn, người cha người ta không cho anh buồn hay tự nó cứ thế nó mặt nó ở nhà thì được rồi. Vô nó chợ thì người ta không cha chợ nó người cũng mất, nó tiền cũng không có, chợ như thế tiền không có thì cứ thế người cho ở nhà về nhà cũng được. Rồi hắn về hắn có khóc không? Hắn có kể lại khóc không? Không biết, nó về nhà nó không gặp chị, không gặp em, nó đi chơi nhà mẹ, nó kể chị. Qua nhà mẹ khóc. Tại vì mọi người nhớ hình ảnh là bốn anh em khi mà cái hôm đó ngồi tâm sự nhau thì anh Phê này là anh duy nhất là ngồi ướt nước mắt. Lớn nhất, yêu đuối nhất. Hôm ba về ba mua gì cho con, kể chú nghe thử đi. Một bên là một. Nói đi con.
ngại. Con nít mà. Rồi anh về là còn dư 200 ngàn. Trong 1 triệu thì em cho đó. Là đi với xe 800, còn 200 là mua bánh mì thịt. Rồi kẹo. Kẹo cho con. Lúc mẹ nó đi làm rồi, đang ở nhà. Thôi em bu, con thư ông bu về thôi. Thôi em đang mặc bộ lụa đi vào đường này nè, đường công ty bóng ấy. Đinh nó đinh đi làm rồi, em bảo là thôi con ơi là nhà lên bộ tới nhà rồi. Không cho đi làm nữa và nợ khăn nợ cơm cho bộ. Rồi hôm đó thì mẹ anh có khóc không? Không. Mẹ nói gì? Mẹ nói là em mệt rồi. Nghe tiếng người ta nói là con chết rồi. Không tới nhà nữa là mẹ khóc. Mấy anh chị là cũng có buồn. Em muốn anh kể lại cái giây phút mà ở trên biển lúc anh làm không được á, thì mọi người có đánh anh không? Cũng như là các bạn đi chung á. Có đánh. Đánh như thế nào anh? Đánh đạp sau lưng nè, đạp đầu, 3 lần đạp em. Mấy đứa kia lần đạp nhiều hơn em. Em là từ em vào là nó chưa đạp, thấy cho em làm chưa được mà. Từ rồi cuộc sau nữa là 2 tháng là nó thấy em làm nhanh rồi, thì là đắp nữa. À, cái chân này hai tay vừa em nữa. Với bạn bè cũng đi làm cùng nhau với cái kênh nữa, là cũng đắp, cũng chửi. Ăn cơm không yên, ngủ không ngon. Là lúc đó là em buồn. Em bảo là nếu là làm ở trên bờ là em về rồi, em không thích làm nữa. Cũng làm cũng mệt. Là khi là chỗ cáo mình rất đó là cũng đắp nhau rồi đấy. Thầy cáo mình đi cáo xong là tới cáo rất. Là nó kéo là rất cao là lên bờ, lên ghe là đập luôn. Cao mà gắt là kéo lên sông là đập luôn? Đập luôn. À. Kéo không nhanh cũng vẫn đập. Kéo chậm yếu, chậm cũng đập. Nếu kéo nhanh quá là cũng đập. Nhưng mà... nhưng mà ở... không biết làm nữa. Anh là người đồng bào, người Tây Nguyên, người trên rẫy, trên rừng. Mà đi xuống biển á, nó đâu có phù hợp. Đúng không rồi. Quen về sóng gió, về biển cả. Thì cái ngày đầu tiên đối với anh khi mà lên chiếc ghe anh sợ. Sợ. Có bị say tàu. Say ghê. Say ghê. Say xong xong là sau ngày nó cho em làm. Sáu ngày. Sau ngày nó mới cho em làm. Lần đầu tiên em lên ghe là em say là em nó cho em nghỉ. À, hai đứa nghe kinh một đứa là em một đứa em say ghê. Sau đó là nghỉ là sau ngày nó cho em đi làm. Ăn uống cũng ăn. Sáu ngày cũng ăn được. Không ăn được. Say ghê. Được rồi là... dùng vòng sau vòng sau ngày là em đi làm được rồi không ăn được ăn ít mới được buôn ba đứa của anh em đi làm rồi một cơm từ ghế đem lên ghế cho ăn không ăn được chiên cho cá chiến cá cũng có gì cá chiên mà ngày nào cũng cá chiến ngày nào cũng cá chiên mang để em mà ăn sau ngày đó họ cho ăn đầy đủ không ạ? Được cơm ăn đầy đủ đủ lúc khi làm ăn xong cơm là cãi nhau rồi khi chưa ăn là chưa cãi nhau thì là xuống ghê bắt đầu kêu cao là bắt đầu xong đập rồi xong là đập chứ ghê có cái cũng... trận nào đánh thừa sống thiếu chết không dạ có đánh anh nhiều nhất không anh đập em là được 3 lần đó đập vào sau lưng thì em rực xuống biển một lần đập chân nó người lại ghê đạp xong em đang kéo ra nó bảo là kéo ngu bảo em ngu kéo ngu em cho biết làm thế nào thôi nó chưa quen á tự nhiên nó đáp xuống em rất biến em không kế cho em khi em về em không kế cho vợ con cho nó khóc thì nó buồn là em không kế giờ mới ăn xuống rồi em mới kể lại buồn à, như vậy là hôm giờ là cái chuyện bị đánh đập này là giấu bên em cởi mở biết tin anh bị đánh chưa biết rồi em kêu rồi. Ờ rồi anh có biết lỗi không? Lúc đó em lỗi thì em không biết làm. Có lỗi đâu? Có lỗi đâu? Đánh bình thường mà. À. Cái hôm đó thì những cái trận đầu tiên khi mà anh đánh anh có sợ hãi không? Sợ. Em không đập lại người ta đánh. Kê người ta đánh, người ta là kê, người ta là em không bao giờ nói lại một tiếng nào. Mười cũng làm, cũng mới được, cũng làm cùng nhau, cũng la nhau.
thuốc phụt. Rồi bao em là nhu tóc bạc nó nhu luôn. Rồi bắt cái mụn nó em bắt luôn. À là thằng tài công hay là người cùng làm nhau mà. Người cùng làm nhau. Nhưng mà người kinh, người chủ ghê. Vậy người chủ ghê. Ờ mấy người làm cùng với em ấy. Người làm cùng là bắt anh là phải nhỏ tóc bạc nè. Tóc bạc nó. Nắng mụn nè. Rồi có skin care. Nó cái chuông là nó rửa cái con chim nó. À. Bảo em không cây được, nó cây đập luôn á. Là sao, là sao? Cái cây chuông, tháo đạp chuông, cái con chim ra ngoài luôn rồi. Em không cây được, em cứ ngâm thế này, em nhìn chỗ khác, em không dám nhìn nó, nhìn nó đập luôn. À, có nghĩa là nó nằm chuông trên, nó nhìn kia, nó cởi chuông nó, mà mình yeah. Dòm nó là nó quýnh. Nó kêu anh ngửa mà. Nhìn nó là nó đập, em không dám nhìn. Cái chuông, ai cũng đập nước cây chuông hết. Em không dám nhìn. Ủa tại sao lại bắt anh ta rửa tắm rửa giùm? Không biết được, em sao mà đánh phải tắm rửa. Cái em thắc mắc một cái như nè. Là ở đó thì tới bốn anh em. Thì sao bốn anh em mình, người đồng bào mình không hợp lực lại để phản công lại? Ở biên sao đặt lại, ở trên bờ là cũng làm lại cũng được. Ở biên là cũng chân ra, không đập, không dám đặt lại. Người nào, tài công ăn hiếp anh không? Cái người lấy ghe á. Đó, tay con đập đó. À. Rồi chủ ghe, chủ ghe có đi không? Chủ ghe không đi, chủ ghe lên bờ mà. Ở nhà, chủ ghe lên ở nhà. Rồi tay con đập. Anh nhớ tên tài công là tên gì không? Nhớ chuyến tàu mình số hiệu gì không? Thôi, cái này thích. Khi mà bị đánh như vậy á, thì đối với anh thì không sao, nhưng mà anh chứng kiến những cái người anh em từ trên bản làng này đi về á, thì anh thấy sao? Anh thấy những cái người còn lại bị đánh á? Để em không để ý nữa. Có chứng kiến được là bạn mình bị đánh không? Cùng loài cùng nhau nhưng cùng đập lại, cùng đánh lại. Nói chung là mình bỏ đi, không đập lại được. Nếu đập lại mình nó đập mình chết trong biên luôn. Bạn bên là đập lại. Vậy là ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Có nghĩa là anh này anh phục vụ nhiều hơn, nhổ tóc bạc rồi nặng mụn. Bên kia anh thấy là anh không đánh, còn mấy anh kia là không qua làm là bị đánh tơi tả luôn. Từ ba đứa kia là nó có thuốc em không hút thuốc, nó bảo em đi đập đá. Em không hút thuốc, tôi nhỏ đinh lên mà phải mấy đứa là cũng biết hết, bảo em là mà lên ghế kia mà hút, tao cầm đá ở kia đi hút đi, đi đập đi, đập đá đi. Em không hút thuốc, nó bảo em bị say ghế, nó bảo là em ói, nó bảo em là đập đá. Vậy là trên ghe có người chơi đập đá? Không có, nó cũng trên ghe kia như kinh bao lần nó có đá, đập đá. Em bao lần em không hút thuốc, sao em đập đá được. Em tôi nhỏ đến lần không quen hút thuốc, ép gì cái thuốc là không sao, có cơm mùi ăn được rồi. Bao lần thì nó bảo, mày đập đá. Mày muốn đập đá là mày lên ghe kia mà đập đá đi. Bảo rồi đi. Có hôm nào anh buồn quá anh ý định bơi vào bờ không? Không bơi được, giữa biển không bơi sao nổi được. Kiếm cái ghe nhỏ trốn, tại vì em đã thấy không rất có là ghe nhỏ. Không có hả? Không có luôn. Chỉ có ghe cao thôi, cao cả thôi. Từ lên bờ là đi đò tới bên bờ. Có bao giờ anh dự định là anh tấn công lại cái thằng lái ghe không? Bốn người anh em hợp lại xô nó xuống biển không? Không đập lại, không tấn công. Từ bao lần đu nghe thang đi về thôi. Và bao lần em hợp đồng là 3 tháng 10 ngày, 100 ngày. Tự nhiên mà nó thêm là 4 tháng nữa, là bọn em không biết. Nếu 1 năm thì bọn em không bao giờ giả thoát được. Rồi, mình cứ làm gì á, ngắm chờ. Có nuôi hy vọng là vào bờ rồi thì được tiền không? Không có. Lúc ở trên ghe có biết rằng là mình sẽ vào bờ được tiền không? Lúc đó là nghĩ là không có tiền đồng nào. Nghe mấy đứa người kinh cũng làm cùng nhau, nó bảo là chắc bọn mày về không có tiền rồi, người ta ăn hết rồi. Đúng chắc luôn rồi. Sợ không? Lúc đó sợ không có tiền đi về luôn. Buồn mừng quá, cảm ơn. Buồn anh đi về có tiền cho đi về tới nhà. Và khi bây giờ anh về tới đây á, tài sản gia đình còn gì? Nhà còn có dư dả gì không? Không có. Không có. Còn tiền gì không anh?
Có. Nhà là vợ làm cho con ăn hết rồi, không còn tiền. Có tiền được nào? Một ngày công là được bao nhiêu? Nếu mà làm ở đây? Là 250. 250. Chị hiện giờ làm một ngày được bao nhiêu? 200 ăn cơm nhà. Cơm nhà 200.000. Rồi có dư không? Không có dư hả? Ừ. Số tiền hồi giờ hai vợ chồng mà từ lúc cưới tới giờ là nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Dư giả. Không thể mua gạo, mua đồ đạc, mua thuốc men, không biết nữa. Lúc mới cưới mà, lúc mới cưới thì... đi làm ăn mua cái gì đó, không có gì. Có một cái là sau khi mình về đó, rồi mình có qua gặp người môi giới để mà hỏi tìm về chuyện tiền bạc hay không? Không phải, người vợ không phải. Không biết em lúc em tới nhà là em bảo là do Tư Thiên người ủng hộ cho mày về tới nhà không có tên bạc mà im ru luôn, không nói, vợ không nói gì. Em nói là anh sợ em là đi làm chút xa không có tiền tổng bạc để nuôi cho con người con, không sợ đâu, được ăn tới nhà được rồi, vui được rồi, làm mừng rồi. Giờ không cần tiền nữa. Không cần tiền nữa, tới thật trong về nhà đi. Sao này lại làm tiếp nữa, đi làm gật gần để nuôi vợ con, không cần đi xa nữa. Bảo là em im tư, em sợ mà đưa là lúc em vào đây là uống rượu, người ta mua cho rượu uống, em uống một ly hai ly là em sân rồi nghe tiếng mà cắt máy đi làm xa không có tiền, là nói là em im ru, em bảo là người ta nói cũng được, em thật rồi mà em đi làm xa là không có tiền thật mà em phải im luôn, em không tưởng ta lên người ta một câu nào nữa. Im thật rồi, đi làm xa mà không có tiền đem về nuôi vợ con là thật. Người là người ta. Thôi thì ngày hôm nay khi mà mấy anh em đến thăm á, là thăm mục đích là thăm bốn anh em, thì sẽ trước mắt thì sẽ thăm từng anh em từng nhà đi. Thời gian qua thì mình có nhận được cái khoản hỗ trợ từ mấy cô chú anh chị và anh Bùi Hồ nữa, thì mình sẽ chia đều ra cho bốn anh em. Trước mắt là đây là cái món quà mấy cô chú gửi cho gia đình của anh Phê. Anh Thêm. Rồi. Anh đếm thử đi. Đếm đi anh. Rạc ông hộ. Sao? Anh bảo là đây là tên từ Thiên hay là tên đi làm? À, hỏi tiền gì? Là tên gì vợ phải hay là tiền gì? Sợ nó không dám lái. Lái rồi đưa chồng nó đi biển đưa chết luôn á. Đi biển? Giờ bây giờ là em đưa tạch cọc trước cho anh đi biển tiếp. Chịu không? Chịu không? Đi làm đẹp nè, đi ủng hộ bê nè. Bây giờ đưa rồi em dẫn đi biển tiếp. Chịu không? Chị nói gì? Chị nói gì? Tôi bảo là tiền em đi làm hay là tiền ủng hộ, nó bảo như thế. Anh nói là đi giờ kêu đi biển tiếp. Đâu cần thế, đâu có giờ dẫn lên. Nè, thầy lấy đi. Chịu không? Mà chắc mà Prak nyung ho bre ko ne ne ta chang no ta ne kan prak dua o dak an mak dak an ne beni ho lan ne beni đưa lại mà lại cảm ơn đếm thử đi bao nhiêu thôi à, không biết đếm không biết đếm anh đếm đi anh đếm đi anh đếm thử đi bao nhiêu tờ sợ là hôm nay là tới là lừa đảo tiếp. Bao nhiêu ta? 11, 12, 13. 13, 13 tờ, 13 cặp đúng không? Là 8 triệu. Rồi giờ anh đi biển thêm mấy tháng nữa? Chịu không? Cảm ơn em. Chịu không? Anh hỗ trợ cho nhà em khó khăn cho nên cảm ơn nha. Chúc ba anh mạnh khỏe. Rồi, xin chia sẻ với mọi người là cái khoản tiền vừa rồi á, mấy cô chú gửi, trong đó có cô Mai á, người gốc ở Gia Lai mình luôn, ủng hộ cho 5 triệu. Cô Huệ ở Bỉ ở 2 triệu 7. Anh Bình ở Canada ủng hộ 5 triệu 1. 5 triệu 152.000. Và Amy Trần ủng hộ cho 800 đô. Thì mình đổi ra được 18 triệu 6, mỗi anh là 200 đô. Thì chia đều ra khoảng gần 8 triệu. Thì thôi mình gửi cho mỗi gia đình được 8 triệu đồng để có thể san sẻ cái cuộc sống mà suốt mấy tháng trời không công, làm biển, làm nô lệ ở trên biển, vừa bị đánh đập mà vừa không có đồng bạc nào hết, trở về nhà. Thì đây là tiền của mấy cô chú đóng góp, em chia ra đều cho bốn anh em. Nhưng trong cái khoản tiền này thì mọi người cũng mong muốn là mua cho mấy đứa nhỏ chiếc xe đạp. Như cái ước nguyện của anh là đi chuyến biển dài kỳ, dài ngày để có một khoản dư giả gì đó.
cho mấy đứa này có chiếc xe đạp chơi, rồi có được quần áo mới thì cứ đi mua đi. Rồi em nghĩ là mua khoảng 2-3 triệu gì đó thôi, còn dư thì nhà mình mua gạo, mua thịt, đừng có mua rượu nha. Dạ cam nha, dạ cam quay lên đi. Cam ướt cái tá đi. Sợ, đây, rung quá. đâu khi nào cầm nhìn. Sao, chia sẻ đây, chị. Thôi hẹp quá. Hồi hộp quá. Cái này giờ nó lại cho rõ, anh dịch giùm em nha. Cái này là tặng cho mấy đứa này nè, cho tăng bê tàu ăn cơ, bê chụp ao cơ. Mua xe đạp, mua thịt. Được năm nè, cân tặng nó ơ. Anh ở đây không đi đâu hết. Nhưng là lẽ từng bạn có biết là lết từng hào tàu ủi cái tên nè. Nghe là bố thôi hép quen. Cảm ơn anh em hỗ trợ cho con nhà em rồi. Có chia sẻ gì không chị? Sợ quá. Tao nhận tiền sợ quá. Cảm ơn. Anh nói đi anh Then. Đó là anh thay mặt vợ nó được. Anh hỏi giùm hai đứa nhỏ là muốn mua gì. Đây này con, như là lúc em đang ở bên điên về, em là mua cho xe đạp đây này. Ừ. Mua cho xe đạp, mua cho điện thoại này, đây này, bút đây này. Rồi đây. Đây cũng đi học không nói. Không nói đi bố không nói. Chúc nữa ba mua xe đạp cho con nha. Quay chút. Bên kia lên này. Một khóc là chợ đêm về bên kia, mình khóc này. Sợ đêm đâu? Đêm về biển này. Đêm về biển đó. Sao khóc? Sao con khóc? Quay qua chú nó nè. Hả? Em sao? Em lùi giặt. Bé nó khóc rồi. Sợ đêm ba đi về biển, đưa tiền đó là đêm ba đi về biển đó. Nói, anh giải thích cho rõ đi, nói tiền mua. Mọi người bê cũng đu bê tao ăn ha. Bê nó tụng khả hạ, bê hạ chung ao ha. Em sao? Em sao? Ba bê. Nó thương như trời. Thấy ba nhận tiền là khóc. Khóc vì sợ đem ba đi nữa. Hoặc cần ta có ra ơn nên nhuôn rùn chẳng hợp lệ toàn ha. Đấy ta. Đấy ta cần ra đi rồi lệ toàn. Cảm ơn ba anh giúp đỡ cho nhà đình của em. Giúp, ba quay chú này. Quay qua chú này. Cảm ơn ba anh. Quay qua chú hỏi nè. Sao con khóc? Ngồi dậy. Chú mua xe cho con mà, chứ đâu có phải bắt ba đi đâu. Huệ thật bạc đâu, thật bạc là chi tình của thật bạc là bộ gia thế thật. Nhân bạc rắc tùm bạc đưa tàu hoa, ta tự gia thế thật. Ông lời. Cần bạc có bạc ơ, nên em bạc dùng bụng rù bê ta. Thôi. Ơi, hôm nay thì ghé thăm gia đình đầu tiên. Mời mọi người tiếp tục cái hành trình để ghé thăm ba anh nữa. Ba anh người đồng bào cũng là nạn nhân của tình trạng là làm nô lệ ở trên biển. Và những cái câu chuyện như vậy á, như góp phần vào cái sự cảnh báo cho mọi người khi mà trong cái giai đoạn tình hình thất nghiệp rất nhiều, việc làm không có nhưng mà bị lừa đảo thì đang nằm rộ. Ha mọi người. Ha. Cảm ơn. Mày khóc. Cảm ơn. Có nên nè, người ta lên đường nào bộ bên được phá, bật lôi chân. Tặng nhà công cụ ơi, là tặng rạc ơi. Bây giờ anh chưa gì đó thì đi mua xe đạp cho các bé đi. Mua ít thịt cho các bé ăn. Ba anh cũng chứ bây giờ đợi ba về mà không có gì hết, buồn quá.